Xin chào tất cả anh chị em nha. Sáng hôm nay mình đi Củ Chi. Hiện tại mình đang đi trên đường tỉnh lộ 15 nha các anh chị. Đường tỉnh lộ 15 hướng từ thị trấn Hóc Môn đi lên cái hướng là địa đạo Củ Chi. Đoạn đường mình Quang Minh đang đi là ở xã Nhuận Đức nha các anh chị. Nhuận Đức này, mặt tiền đường tỉnh lộ 15 nè, vừa rồi là nhà nước đang mở rộng. Này là bên tay trái, tay phải của mình là địa đạo Bính Đình nè các anh chị, khu di tích nè, khu di tích địa đạo Củ Chi, địa đạo Bính Đình bên tay phải. Đường này là thường là mấy năm trước là khách nước ngoài người ta tham quan du lịch địa đạo Củ Chi là rất là đông, mà do năm nay là mùa Covid cho nên là cái lượng khách tham quan du lịch là cũng hơi vắng. Đường tỉnh lộ 15 thì ở xã Tân Thạnh Đông là người ta cũng mở rộng ra rồi, và trên Nhuận Đức người ta cũng mở rộng rồi nè. Có những xã là chưa làm, có những xã là làm rồi nha, kết nối. Thì mục đích Quang Minh quay cái đường tỉnh lộ 15 này xem là cái đường nó rộng bao nhiêu, mật độ dân cư sống hai bên đường như thế nào, để các anh chị mình tham khảo và có cái định hướng quyết định mua bất động sản ở mặt tiền đường tỉnh lộ 15 này hoặc là các đường nhánh. Còn mình có một miếng đất ở xã Phú Mỹ Hưng, xã Phú Mỹ Hưng, mặt tiền đường tỉnh lộ 15 này nha các anh chị. Miếng đất có diện tích là 1.800 m, có 300 m thổ cư rồi, có 300 m thổ cư rồi. Đất thuộc khu dân cư kết hợp sản xuất. Khu dân cư kết hợp sản xuất là khu dân cư thì mình xây nhà, xây biệt thự, xây nhà vườn, hoặc là mình vừa xây nhà ở mình kết hợp kho xưởng luôn cũng được. Ok, còn mình chỉ quay một tí vậy thôi, tí nữa lên gần miếng đất rồi quân mình sẽ quay lại cho anh chị mình xem ha. Đây là cầu Rạch Sơn, tí nữa Quang Minh sẽ quay trực tiếp cái miếng đất chi tiết xung quanh cái lô đất của Quang Minh cho anh chị mình xem. Hiện tại mình vẫn đang đi trên đường tỉnh lộ 15 nha các anh chị. Mình đi gần tới ngã tư tỉnh lộ 15 giao nhau với tỉnh lộ 7. Tỉnh lộ 7 là nó kết nối từ ngoài quốc lộ 22 đi vào. Tỉnh lộ 7 này nó thông ra đường quốc lộ 22 nha anh chị. Khu vực này là trung tâm của xã An Nhân Tây. Có bệnh viện, có trường học, có ngân hàng, có bách hóa xanh, có cây xăng. Phía trước mình là bên tay phải là nhà văn hóa cụm An Nhân Tây các anh chị. Nói chung là trung tâm xã An Nhân Tây là đầy đủ tất cả các tiện ích, không thiếu một cái gì hết.
nhà văn hóa Cụm An Nhân Tây. Okay, bây giờ mình vẫn tiếp tục đi thẳng đường tỉnh lộ 15 nha các anh chị. Mình đi khoảng tầm mấy cây số nữa là tới lô đất của Quang Minh nha các anh chị ha. Lô đất của Quang Minh có diện tích là 1.800 m, chiều ngang là 25 m nha các anh chị. Chiều ngang là 25, chiều dài là 72 m. Có 300 m thổ cư rồi. Như thế này để anh chị em mình hình dung cái mặt độ sóng hai bên đường của quốc lộ tỉnh lộ 15 này nó đông như thế nào ha, để mình dễ hình dung là cái mức tốc độ phát triển của huyện Củ Chi các xã như thế nào, và mình có cái định hướng là đầu tư bất động sản ở khu vực này. Tôi muốn quên đi tháng với ngày, cha đi lượm quả ngọt rừng cho con đỡ đói qua đêm. Tôi muốn quên đi đôi chợ trần, cha đi lượm từng hạt thóc cho con một bữa cơm chiều. Gầy ôi tóc bạc tựa trắng soi, cả cuộc đời và cả một đời đôi chân trần. Cha đi lượm quả ngọt rừng cho con đỡ đói qua đêm. Tôi muốn quên đi đôi chân trần, cha đi lượm từng hạt thóc cho con một bữa cơm chiều. Hãy
thì đôi nắng gầy, ôi tóc bạc tựa trăng soi. Cả cuộc đời và cả một đời đôi trông trần. Rừng hoang vu lưng cha thì đôi nắng gầy, ôi tóc bạc tựa trăng soi. Cả cuộc đời và cả một đời đôi trông trần. Các bạn cùng các anh chị cô bác đang thưởng thức bài hát được mang tên tháng với ngày. Cha đi lượm quả ngọt rừng cho con đỡ đói qua đêm. Tôi muốn quên đi đôi trông trần. Cha đi lượm từng hạt thóc cho con một bữa cơm chiều. Ngày tháng đôi vai gầy run run tựa vào hàng cây. Thời gian hãy quên đi đôi chân cồng kềnh gầy, ôi tóc bạc tựa trăng soi. Cả cuộc đời và cả một đời đôi trông trần. Cha đi lượm quả ngọt rừng cho con đỡ đói qua đêm. Tôi muốn quên đi đôi chân trần. Cha đi lượm từng hạt thóc cho con một bữa cơm chiều. Ôi tóc bạc tựa trăng soi. Cả
cuộc đời và cả một đời đôi chớ chân. Cha thì đôi nắng gầy, ôi tóc bạc tựa trăng soi, cả cuộc đời và cả một đời đôi chớ chân. Các bạn cùng các anh chị cô bác đang thưởng thức bài hát được mang tên Đôi Chân Trần. Vâng, cảm ơn tất cả những lời phá lời của bố tài của tất cả các anh chị cùng các bạn. Xin cảm ơn. Vâng, vừa rồi các anh chị vừa thưởng thức bài hát Đôi Chân Trần do chính Quang Minh thể hiện nha. Trở lại với vấn đề lô đất 1.800m của Quang Minh thì mình cũng đang đi trên đường tỉnh lộ 15 đây nha các anh chị. Một tí xíu nữa là tới lô đất thôi. Bên tay phải mình là có nhà nghỉ Đức Thành nè. Chạy lên tầm 100m nữa là bên tay trái nha các anh chị. Đối diện với quán ăn gia đình, hồ câu cá giải trí Bến Dược nha. Đối diện với quán ăn gia đình này thì là miếng đất 1.800m của Quang Minh nha. Tới rồi đây các anh chị, đó. Bên tay phải là quán ăn gia đình, hồ câu cá giải trí Bến Dược. Đối diện lô đất Quang Minh vừa rồi người ta cũng mua, người ta sang lấp rồi tách sổ ra đó các anh chị. Ok Quang Minh, để Quang Minh xuống xe. Quang Minh, đối diện đất Quang Minh là vừa rồi người ta cũng mua, người ta sang lấp, người ta phân lô ra nè các anh chị. Hỏi lại là quán ăn gia đình, hồ câu cá giải trí Bến Dược nha. Mình quay địa chỉ luôn cho anh chị mình xem nè. Địa chỉ là tỉnh lộ 15 nè, ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Quán ăn gia đình câu cá giải trí Hoàng Tuấn. Cắm vào khu câu cá nè. Đối diện đất người ta cũng mới mua, người ta săn lấp, người ta phân lô rồi nha các anh chị. Rồi Quang Minh qua cái lô đất Quang Minh quay cho anh chị mình xem nha. Lô đất của Quang Minh là có chiều ngang là 25m nha, từ cái trụ này nè. Các anh chị nhìn thẳng xuống là căn nhà nè. Thì kế căn nhà từ cái mí cái căn nhà của người ta nè. Đi xuống tới cái nhà bên kia có cây đu đủ á. Là 25m. Ở căn nhà này là 25m. Chiều sâu vô là 72m nha các anh chị. 72m phía sau cũng. Phía sau đất là có căn nhà luôn ha. Nói chung là đất của Quang Minh là xung quanh là nhà dân ở rất là đông. Mình có xây ranh hết rồi. Xây ranh trồng lưới trụ B40 hết nha các anh chị. Lưới trụ B40 hết nè. Phía sau có luôn nha. Phía sau á.
sau có căn nhà luôn á, phía sau đất có nhà, hai bên có nhà. Đất mình nằm ở giữa nha các anh chị. Ok ha, mình quay lại một lần nữa là xung quanh đất nè, anh chị mình hình dung nè. Bên tay phải có nhà, bên tay trái có nhà, phía sau có nhà, phía trước là mặt tiền đường tỉnh lộ 15. Anh chị nào sở hữu lô đất này, Quang Minh tặng cho hai cây đu đủ sai triệu quả này luôn. Hai cây đu đủ này là nằm trước lô đất của mình nè. Ok ha, Quang Minh hy vọng thông qua cái video này thì quý khách hàng, quý anh em nhà đầu tư sẽ có duyên hộp nhãn với Quang Minh, là sẽ anh em mình sẽ giao dịch được miếng đất này. Giá miếng đất này Quang Minh xin nhắc lại là Quang Minh đang rao bán với giá là 8 tỷ 500 triệu nha các anh chị. Quang Minh là chủ đất nha, Quang Minh là chủ đất. Số điện thoại của Quang Minh là 0937234579. Ok anh chị nha, nắng quá Quang Minh quay cực khổ, trời trưa đang nắng. Quang Minh xin kết thúc video ở đây nha, chúc tất cả các anh chị một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Giao dịch miếng đất đất này. Ok, tụi mình xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.